Anh chị chỉ với 70.000 lại được bao ship, lại được tặng kèm cho anh chị dụng cụ đo lường phân thuốc nữa. Và anh chị tự tin cây không suy, cây hoa lâu tàn và nở hoa rực rỡ đúng vào dịp Tết 2025 năm nay. Anh chị đừng bỏ qua video clip này nha. Chỉ với mức giá 70.000, anh chị sẽ sở hữu được combo 3 kích hoa mùa Tết 2025. Rất vui mừng chào đón quý cô chú anh chị mình trở lại với Hoa Lan Di Phong. Và thời gian quá, cô chú anh chị hỏi mình thời gian này kích hoa được chưa, những ngày đầu tháng 10 âm lịch, thì chia sẻ anh chị mình ngay bây giờ, những ngày trong tháng 10 âm lịch này anh chị nên tranh thủ anh chị để kích hoa. Và kích hoa như thế nào anh chị? Thì đầu tiên quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng rất nhiều loại phân bón với lân, với hàm lượng lân và kali cao trên thị trường. Anh chị thể tìm mua 630-30, 632-32, hoặc là những cái dòng mà đang kích hoa trên về cây cảnh, về phong lan hiện tại. Nhưng đối với chỗ hoa, với bên tụi em á, thì cái này sẽ hiệu quả hơn, phù hợp cho anh chị, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. Đối với cô chú anh chị nào mới biết chơi thì cái này hành gia của công ty ABC rất nổi tiếng rồi. Gói kích hoa bậc mầm này ra hoa đồng loạt cực mạnh. Và gói này là gói 10g, mỗi lần cô chú anh chị mình sử dụng là 0,5g, là không là nửa muỗng cà phê nhỏ thôi anh chị. Anh chị lưu ý giùm em, trên 1 lít nước anh chị em ha, trên 1 lít nước anh chị lắc đều, tưới vào buổi sáng giùm em, một tuần anh chị đi giùm em một lần thôi anh nha. 0,5g trên 1 lít nước phun vào buổi sáng, và tầm khoảng là 30 phút sau quý cô chú anh chị mình phun xả lá nước lại nha. Đây là việc tạo mầm hoa. Với việc tạo mầm hoa này, cô chú anh chị mình cây nhỏ thì một tuần anh chị có thể đi một lần. Còn đối với những chậu tác phẩm giống như những chậu tác phẩm bự bự như vậy thì quý cô chú anh chị mình có thể đi từ một tuần, từ 1 tới 2 lần. Và quý cô chú anh chị mình lưu ý đi đúng liều lượng giùm em để tránh tình trạng vàng lá nha anh chị mình ha. Tại cái này là cực mạnh. Với cái gói kích hoa này thì quý cô chú anh chị mình lưu ý giùm em là anh chị phun vào buổi sáng lúc trời mát và nhớ xả lại nước. Và cô chú anh chị mình lưu ý giùm em chọn lựa những cái cây có sức sống mạnh, và đặc biệt cái cây nó đứng ngọn. Đứng ngọn là cây nó sẽ không ra lá non nữa. Đứng ngọn là như thế nào cô chú anh chị? Đứng ngọn là cái cây này, như cây trên này, nó chưa ra, nó ra hết lá non nè anh nha. Còn đối với những cây này thì những cây này thì là những cái cây mà nó còn đi ngọn thì nó sẽ không ra hoa, thì nó sẽ ra rễ. Giống như anh chị hỏi, ủa trong vòng một chậu, mà thí dụ chậu tôi đang có những cái chậu mà đứng ngọn, những chậu đang đi ngọn thì sao? Anh chị phun đối với những cái cây này thì nó sẽ ra rễ bật mầm, còn đối với những cái cây đứng ngọn hết lá thì nó sẽ ra hoa anh chị, là nó ra hoa từ đỉnh ngọn, nó ra hoa từ nách lá. Sau khi mà quý cô chú anh chị mình phun kích hoa thì cô chú anh chị mình lưu ý đi giùm em thêm một cái dòng này để chống vàng lá. Nó sẽ dưỡng dễ dưỡng thân cho anh chị theo công thức của Mỹ, đó là root power ra rễ cực mạnh. Hai cô chú anh chị ha, khi mà anh chị kích hoa thì việc mà dồn dinh dưỡng năng lượng để dành cho việc nhú tạo mầm hoa thì rất là cao, nên nó khiến cái bộ rễ của anh chị mình sẽ teo lại, đặc biệt là mùa này anh nha, nó sẽ không ra mầm, thân teo, rễ nó không phát triển mạnh. Thì cái root power này nó sẽ giúp cho anh chị mình tạo ra miệng ăn anh nha. Anh chị một tuần trong việc kích hoa này, anh chị đặc biệt là trong mùa Tết, anh chị nhớ phun này từ 1 tới 2 lần với liều lượng là 1cc trên 1 lít nước anh nha. Anh chị cũng phun vào buổi sáng và anh chị không cần xả ra nước cũng được, đặc biệt là trong mùa Tết năm nay nha, mùa kích hoa và mùa giữ hoa. Tại vì rễ khi mà cái cây á, mà nó nuôi hoa thì nó rất cần bộ rễ khỏe mạnh để nó hấp thụ nước, hấp thụ dinh dưỡng. Mà cái cây mà không có rễ hoặc rễ yếu á, thì nó sẽ cây mình nó sẽ teo, và cái hoa của mình râu tàn, và sau khi chơi hoa thì cái cây nó bị dễ bị lụi tàn, khó chăm sóc. Nên là cái root power này nó sẽ bổ trợ là cho anh chị mình, nó ra rễ, nó bật mầm, nó dưỡng thân cho anh chị mình luôn. Cái này là đang rất là hot trên thị trường hiện tại nha anh chị mình nha. Khi đã có bộ rễ đẹp anh nha, khi cây đã nhú vòi hoa rồi thì cô chú anh chị mình phải làm sao để cho hoa lâu tàn, thay vì là 10 ngày có thể tăng lên là 15-17 ngày, hoặc thậm chí lâu hơn nữa, hoa nó sẽ lên màu sắc đẹp. Hoa nếu mà có hương thơm nó sẽ thơm hơn nữa, bằng một cái gói dưỡng hoa lâu tàn anh nha. Đây là gói dưỡng hoa lâu tàn, quý cô chú anh chị mình có thể phun từ 1 tới 2 lần, phun toàn diện cây luôn. Anh chị phun lên vòi hoa cũng được, với một liều lượng là 1cc trên 1 lít nước. Và khi mà cây đang nhú vòi hoa, anh chị có thể phun liền được rồi, để chỉ giúp cây nó dưỡng hoa lâu tàn, đạt nó hiệu quả hơn. Cái này là trong combo luôn, nó sẽ giúp hoa thơm, lên màu, đặc biệt rất lâu tàn. Và anh chị cũng phun vào buổi sáng luôn, với liều lượng là 1cc trên 1 lít nước anh chị mình nha. Một tuần anh chị thêm phun 1-2 lần gì cũng được, nó sẽ chủ yếu là giúp cho hoa lâu tàn hơn thôi. Và đặc biệt cái gói này, cô chú anh chị mình trong ngày Tết, anh chị có thể sử dụng là nhỏ vào 1-2 giọt đối với những cái bình mà cắm hoa anh nha, hoa mai, hoa cúc, hoa gì cũng được anh chị, nó sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn. Và đặc biệt cái nước của mình nó không bị úng nước, đối với những bình hoa mà anh chị trưng những bạn thọ, sau một thời gian nó hôi dữ lắm, nhưng mà anh chị nhỏ 1-2 giọt vô thì hoa tươi lâu tàn, và đặc biệt nước nó không hôi.
đầy đủ công dụng hanh gia, hầu như là toàn diện về việc làm hoa trong mùa Tết 2025 năm nay. Đặc biệt có một gói dưỡng hoa lâu tàn có thể sử dụng tất cả các dòng cây cảnh khác nữa chỉ với 70.000, còn được bao ship, còn tặng kèm cho anh chị thêm một bộ dụng cụ đo lường nữa. Nhanh tay đặt một bộ này để em bao ship em gửi đến cho anh chị mình, chỉ cần để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, em sẽ liên hệ cho anh chị mình liền. Hoặc là anh chị có thắc mắc gì, anh chị có thể gọi về cái số hotline của em nha, là số 72 đuôi đó, để em tư vấn cho anh chị mình kỹ lưỡng hơn. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã lựa chọn xem video này trong rất nhiều video ngoài kia. Mến chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.